soi chiếc ferrari 488 gtb màu vàng mấy tàu của cường đô la chiếc siêu ngựa ferrari 488 gtb màu vàng mấy tàu của cường đô la nổi bật với bộ vành kích thước lớn từ hãng độ danh tiếng là bosen Từng nhớ vào giữa tháng 7 năm 2016 thì đại gia phố núi Cường Đô La từng gây xôn xao trong giới chơi xe khi tổ chiếc Ferrari 488 GTB màu trắng đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên thì chiếc siêu xe này chỉ gắn bó với doanh nhân này một thời gian rất ngắn và sau đó thì được đẩy ra cửa hàng. Cách đây ít hôm thì cái tên Cường Đô La tiếp tục là tâm điểm bàn tán của cộng đồng mê xe khi tiếp tục tậu thêm chiếc Ferrari 488 GTB màu vàng chối lóa mang biển kiểm soát Hà Nội để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Chiếc siêu ngựa mới tậu của Cường Đô La vẫn còn ở dạng xe nguyên bản ngoại trừ bộ vành được đổ lại từ hãng độ danh tiếng là vossen sở hữu kích thước lớn. Tại thị trường Việt Nam, thì hiện giá bán của Ferrari 488 GTB vào khoảng 15 tỷ đồng. để được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Lamborghini Huracan và McLaren 650S Spider. Về thiết kế tổng thể, thì siêu xe Ferrari 488 GTB có ngoại hình khỏe khoắn và được hãng xe Ý gọt bỏ bớt những đường cong mềm mại như đàn anh 458 Italia, thay vào đó là những nét cắt thẳng đứng đầy góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật với cản trước được chia làm ba khoang riêng biệt. Cầm đèn pha trước được sử dụng hệ thống đèn LED cường độ cao nhằm tăng độ sáng. Ngoài ra thì hai hốc gió cỡ lớn bên hông kết hợp cùng với những đường gân dập nổi mang đến ngoại hình dữ dằn cho kẻ kế nhiệm Ferrari 458 Italia. Phía sau thì phần đuôi thiết kế khá đơn giản với hai đèn hậu và hai ống bô dạng tròn đối xứng qua trục trung tâm. Đèn báo lùi kiểu xe F1 cũng được đặt trở trung tâm cản sau. Nội thất bên trong của khoang lái nổi bật với các chi tiết sử dụng chất liệu da cao cấp, vô lăng thể thao với nhiều nút bấm quen thuộc trên các siêu ngựa nhà Ferrari. cụm lẫy chuyển số phía sau tay lái, hai ghế ngồi đều có khả năng chỉnh điện nhiều hướng khác nhau. Bên cạnh đó là hệ thống giải trí Digital Audio Broadcasting, viết tắt là DAB kết hợp cùng với ứng dụng Apple CarPlay. Hệ thống âm thanh cao cấp của JBL Harman gồm 12 loa có công suất là 1.280W. Cung cấp sức mạnh cho Ferrari 488 GTB là khối động cơ V8 dung tích là 3.9 lít, tăng áp kép công suất 670 mã lực tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại. 760 nm tại 3.000 vòng trên phút và đi cùng hộp số là 7 cấp. Siêu xe của Ferrari 788 GTB có thể tăng tốc từ 0 đến 100 cây số trên giờ trong khoảng 3 giây và vận tốc tối đa là 334 km trên giờ. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.